vâng em tôi xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh tuyên hà giang thì uh, như các cô chú đã biết thì trong cái thời gian vừa qua thì bà con thôi để chia chúng ta đang uh, uh, nỗ lực hoàn thành cái tuyến đường và uh, nỗ lực uh, một ngày sớm nhất để hoàn thành tuyến đường và cái thứ hai là cũng phân chia cái thời gian phân bổ thời gian ra để vừa làm cái uh, công việc làm đường và cùng chia người ra để uh, từ ngày từng ngày để uh, vận chuyển những cái uh, trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu để vào làm điểm trường một cách sớm nhất đúng không ạ? Thì uh, rất là may mắn với thôn để chia chúng ta có mỗi ngày, mỗi ngày chúng ta có một tin vui và cái điểm trường ấy thì chúng ta đã biết thì cũng uh, uh, đang có những cái giai đoạn cuối cùng là lợp mái, chat và hoàn thiện. Thì, thì như các cô chú đã biết ở trong những video trước thì bà con đang tất bật vận chuyển vật liệu vào để như gạch mái tôn các thứ để vào làm chát chít vào những công đoạn thu nóc thì thì bà con thôi chia thì làm việc rất là hăng say thực sự là như vậy em tuyên dám khẳng định được một điều như vậy thì các cô chú qua những video thấy thì các cô chú đã thấy được điều rõ điều vậy rất là chăm chỉ vì một cái tương lai sáng ngời thì em tuyên thì xin phép các cô chú là trong thời gian hai ba hôm vừa rồi thì trên mày vào có mưa nên là em tuyên cũng không vào trong bản nên là cũng không có rõ sát sao đều cái video cho các cô chú biết nhưng mà mấy ngày hôm vừa rồi thì mưa thì em tuyên cũng trong cái thời gian vừa rồi vừa mới ở bệnh viện về cũng không không, không chưa lấy lại sức khỏe được các cô chú ạ nên, nên là cũng chưa thể đảm bảo cái công tác làm đường thì ngày hôm nay đây thì em tuyên có nằm lướt zalo À, và và cũng uh, đang nghỉ ngơi ở tại nhà thì có thấy một cái zalo như này thì đây là một cái uh, uh, chị uh, có kêu uh, là một bên 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 uh, bán quần áo ngày trước em tuyên đã hỏi để lấy uh, có các cô chú có ủng hộ tiền để mua những bộ áo khoác về cho uh, bà con thôi để chia trên đấy nhưng mà uh, là đấy số lượng ít người ta cũng cũng chưa có kết hợp uh, giao duyên nhưng mà trong hôm vừa rồi Em Tuyên đang ở nhà thì có thấy một cái sự việc như này. Thì em Tuyên đã nhắn tin hỏi chị đấy và đang nói chuyện với chị đấy nhưng mà thực ra là cái câu chuyện nó không hay vì em Tuyên là người theo sát bà con thôn để Chia B rồi à, của xã Cán Chu Phìn trong à, cũng gần được tính đến nay là gần 2 năm rồi các cô chú ạ. Đấy thì thế này nhá các cô chú ơi thì em Tuyên là hôm nay là hơi 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 không 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 biết tại sao thì em tuyên vào thì lấy lướt như này thì em tuyên thấy cái hình ảnh của các bé ở đây nó quen thuộc quá nhưng mà có một cái sai sự thật ở như này vì vì em tuyên là thực sự là ví dụ như này nếu mà các cô chú xem nhá thì có thể ảnh hưởng đến bà con tôi chia không vì vì nó nó lại không 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 đúng với sự thật một chút vì vì bây giờ mang hình ảnh của bà con được chia để đi xin uh, kết nối nhóm từ thiện cho uh, một cái điểm trường khác thì nghe nó hơi vô lý một chút đúng không ạ thì đây nhá các cô chú nhá. Thì các cô chú có thấy đây là nick chị nick đây nick đây thì em tuyên cũng không 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 xin nói đọc rõ qua nhá. Đây thì đây chị đấy là bên cũng gọi là cửa hàng bán quần áo. À, thì 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 em em tuyên cũng xin phép như này. Đây thì thì, thì 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 chị đấy có mới kết nối lên đây. Đây thì trong ngày 30 tháng 10. Thì đây cái bài viết của chị đấy là như này. với cách đây là 2 giờ trước. Xin kết nối các nhóm từ các nhóm với trường Sủng Trải Mèo Vạc Hà Giang Trường này chưa được các đoạn từ thiện nào đến tặng Các đoạn từ thiện nào đến tặng Trường rất khó khăn Có số cô hiệu số điện thoại cô hiệu trưởng Và các bác có thể liên hệ trực tiếp với cô Đây là đoạn thư ngỏ này Thì đây nhá Thì đây thực sự với các cô các chú Đây là ngày 27 tháng 9 năm 2022 Hiệu trưởng Sùng cha đấy đây. À, đây hiệu trưởng Sùng cha nhưng mà à, chị đấy lại nói là sùng trai năm học đây trường mầm non sùng xã sùng Tra có 9 điểm trường à, điểm trường 16 lớp à, 444 học sinh trong đó đấy đấy thì các cô có thể đọc rõ nhá nhưng mà cái quan trọng nhất em tuyên là thực ra ở đâu thì trên cái điểm trường trên các vùng cao nguyên đá thì đều là nghèo khó khăn thì cũng rất là vui khi có những các mạnh thường quân kêu gọi về giúp chuyên vùng cao nguyên đá nhưng mà giúp chúng ta phải giúp à, như nào ạ vì như em tuyên cũng thế thôi à, kêu gọi hay ở đâu thì chúng ta phải lấy hình ảnh thực chất nhất vì ở đây thì em tuyên thấy lại là, là kêu gọi cho một trường ở một xã à, khác nhưng mà lại lấy hình ảnh của thôn đề chia nên là em tuyên nó hơi, hơi, hơi bức xúc một chút vì mình đang cố gắng từng ngày từng ngày để giúp kết nối các mạnh tường quân đến với thôn đề chia nhưng mà tại sao lại lấy hình ảnh của thôn đề chia để đi uh, kêu gọi giúp một thôn khác hoặc có sự nhầm lẫn nào ở đó đây không thì thì, thì em tuyên thấy thấy, thấy không biết thế nào em tuyên đã nói chuyện rồi nhưng mà bây giờ các cô chú có thấy thấy ngay chừng có thể hơi bất công với bà con thôn đề chia một chút đúng không ạ vì bây giờ các cô chú là đang muốn giúp một cái thôn khác mà lại lấy hình ảnh của một cái thôn khác về thì nó chấp vá ở đấy thì nghe chừng nó không hợp lý Có thể người ta nói là đây là treo đầu dê bán thịt chó Em Tuyên dám khẳng định một điều như thế Vì em Tuyên ở đây thì sang nấm chiều mưa em Tuyên vẫn vào Ngày mưa ngày gió em Tuyên vẫn vào Vào cách đây đã được gần 2 năm rồi Đang giúp bà con người chia Cũng chỉ là một cái cầu nối kết nối nho nhỏ thôi Nhưng mà À, em tuyên cũng rất là muốn bà con tuổi chia thay ra đổi thịt từng ngày cho các mầm non tương lai từng ngày và hiện tại cái mùa đông này em tuyên cũng đang cố gắng kết nối các nhóm thuyền nguyện, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xin những bộ quần áo về cho các lớp mầm non ở trong thôn tuổi chia này vì các cô chú đã biết đợt trước thì bà con thôn tuổi chia đã có các em nhỏ đúng không ạ các em nhỏ đã được đi học ở ngoài xa cán chu phìn đây thì em tuyên còn cái hình ảnh uh, uh, của mình ấy mình làm giữ lại làm kỷ niệm À, thì cái hình ảnh ở thôn Đề Chia đây là hình ảnh trang Zalo uh, của em tuyên Đối về em tuyên buổi ốm thì uh, chúng ta đây có đây là những cái kỷ niệm của uh, em tuyên đối với uh, bà con tuổi Chia thì uh, chúng ta đã biết đây đây là, đây là đây là những cái mầm non tương lai này các cô chú không lạ gì mặt đây đúng không ạ thì uh, đợt trước thì đã có được 32 em ra ngoài xã cán Chu Phìn để học đã hơn một năm nay rồi <laughs> em tuyên rơi lên nhá đây là chính là ngôi nhà của ba bà cháu đây đấy một năm nay rồi đấy cái hình ảnh đi học ấy, em tuyên không biết là còn đây không nhỉ? à đây, thế à, à không thế là không còn ở đây rồi, em tuyên lưu ở Facebook rồi, thì có à, có ba mươi chín em nhá, ba mươi chín em học sinh là là được đi à, 32 em chứ, 32 em được ra ngoài xã học, thì, à, đấy, thì đây có em tuyên có một hình ảnh cách đây một năm nay, em tuyên đã lưu mà. À, vì đấy là cái kỷ niệm của em tuyên đã đã giúp uh, có thể là hôm đấy là mình trực tiếp và đưa các em nhỏ ra ngoài uh, xã cán chu Phiền đi học ấy rất là vui nói thật là các cô chú đấy đây đây là hình ảnh cá nhân thì có gì không phải thì các cô chú bỏ qua nhá đâu nhỉ thì ảnh đã tải lên mà cách đây một năm nay à đây xem nào đây là những cái chiếc cầu khỉ này đấy, đấy. Ừ. em tuyên có lưu mà nhờ à, um đây nha, đây là những cái ảnh những ngày đầu em tuyên vào trong thôn để chia đấy thì, thì nó là như này nó 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 cũng không có gì to tát cả nhưng mà em tuyên thấy hơi hơi bất công và hơi, hơi vô lý với bà con thôn chia một chút mọi người à, vì vì nó không đúng ấy lấy hình ảnh bà con thôn chia để đi kêu gọi cho một cái thôn khác xã khác thì nghe nghe, nghe nó mất uh, mất công bằng với bà con thôn chia đây 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 các cô chú ơi đây chính là khu lưu trú, đây là cách đây là à, 30 tháng 9 năm 2021, đây, 2021. Đây thì đấy, hôm đấy là em Tuyên có cùng đưa các em nhỏ ra đi à, học ở ngoài xã Cán. Đây là những cái ngày đầu tiên của các em nhỏ, đây là có 32 em đi học. Thì à, và hiện tại trong năm nay thì là cái tương lai bà con rồi chia chúng ta đã à, em Tuyên rất là vui mừng kết nối được nhóm à, từ thiện của nhóm bên à, Uh, VNPT uh, để xây uh, cho các em nhỏ trong thôn để chia một cái trường học ấy <laughs> thì đang xây nhưng mà này hôm nay là cái... bây giờ em tôi mới đi vào chính này không phải dài dòng nữa nhá không các cô chú đang thắc mắc vì đây nha thì các cô chú thấy là đây là thư ngỏ của hiệu trưởng là bên sùng Tra và bài viết của chị đấy là xin kết nối nhóm các nhóm với trường mầm non sùng trái chắc là chị đã viết nhầm thôi sùng trái và hà giang Đấy chưa chỉ để con nói là trường này chưa được đoạn các đoàn tiền nguyện nào đến tặng hay trường rất khó khăn hay như nào đó. Có số điện thoại liên hệ trực tiếp với cô hiệu trưởng. Vâng, em em tuyên không thắc mắc ở cái vấn đề đấy nhưng mà em tuyên thắc mắc ở cái điều này. Đây nhá. Bài viết là cho sủng trà nhưng mà tại sao lại lấy hình ảnh của bà con thôn đề chia ra? Đây chính là lớp học mầm non của bà con thôn để chia. Um, xã Cán Chu Phìn em tuyên đọc rõ nhá. Bà con thôn để chia B, xã Cán Chu Phìn đây là cái điểm trường trong thôn địa chi b học tạm ở ngôi nhà ba bà cháu đây các cô chú em em tuyên dám đọc từng tên cho các bà con biết nhá à, cái em ở ngay trước mặt đây này em tuyên đánh dấu nhá em 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 gái áo cam đây mặc váy đây thì là mai con của nhà em xá đằng sau là Dua con của nhà em phú đằng sau nữa là em hồng à, ít nói là con nhà em xính đằng sau nữa đang bị khuất này đằng sau nữa là em gái bé bé thì thì là em em tuyên đang đang đi ngược vòng kim hồ nhá À, thì em tuyên em tuyên nhìn mặt trước nghiệp ngược cái hồ thì em gái lùn lùn lên đây là con em súng còn cái em gái mặc áo xanh áo cánh xanh áo sơ mi xanh sọc kẻ ở đây đây con nhà anh vừ đằng sau nữa là em gái mặc áo trắng là con con cao là con nhà anh xì sì, chị may đằng sau nữa cũng chính là con nhà anh xì sì, chị may và đằng sau đây em mặc áo trắng này quần bộ con à, áo nam này đây là hình như là con của nhà a à, súng mọi người ạ em súng đằng trước đây là con đằng sau em đấy là em gái mặc áo xanh đây là con nhà a thà đằng sau chính là con trai của chị may à chị chị cái chị cái à, năm mẹ con đấy. em này học rất là khá trong lớp chắc chắn là con là chị cay à, chị cái đằng sau đây em gái đây cũng con là nhà, nhà anh xì chị, chị may đúng rồi ạ. và đằng sau đây nữa là em con trai mặc có cái chìa khóa ở cổ này mặc à, áo sọc đây chắc chắn là em nu con nhà em xá đấy thì tại sao lại lấy cái hình ảnh của bà con tôi chia để đi xin cho một cái thôn khác em tuyên là một người đang giúp đỡ bà con tôi chia kết nối giúp kết nối thôi không không nói này là giúp đỡ được vì em tuyên không giúp được một cái gì cả em tuyên chỉ kết nối chia sẻ những hình ảnh à, đến với các cô chú mạnh thường quân à, thì những hình ảnh thực chất nhất video thực chất nhất cái cuộc sống đời thường của bà con nhưng mà cái cuộc sống của bà con ở đây và những cái khó khăn của điểm trường lớp học điểm trường cho học ở đây và cái cuộc sống của bà con ở đây nhưng mà tại sao lại lấy hình ảnh của bà con rồi chia đi kêu gọi cho một cái ngôi trường khác thì em tuyên thấy là hơi bất công vì có thể nhá các cô chú đã xem rất nhiều nhưng mà các cô chú bảo rõ ràng đây là thôn để chia mà lại xin cho thôn khác thì nó lại lấy bất công quá vì sự nghèo khổ ở hình ảnh thì nó thuộc về thôn để chia mà tại sao lại xin cho một điểm trường khác thì nó hơi bất công quá đây nhá các cô chú nhìn rõ mặt này, này. đúng không ạ đây chắc chắn là điểm trường chính hôm, hôm hôm trường vừa rồi em tuyên vừa mới ghi hình xong ngày nào em tuyên vài em tuyên không rõ luôn à, ngày nào cũng vào nên rất là rõ rõ từng em một từng người một đây các cô chú đấy đây đúng không đây chính là lớp học ở trong nhà ba bà cháu đây đây đúng không đấy em tuyên đã vào rồi đây chứ không phải không ghi hình rất nhiều rồi đây em tuyên đang rất là muốn kêu gọi các cô chú là có thể uh, uh, ủng hộ cho 11 em học sinh ở đây uh, một cái bộ đồng phục áo khoác hoặc áo phao hoặc áo phông uh, hoặc dép nữa để cho các em trong lớp mầm non này được đồng phục đi học cho nó đẹp và đầy đủ hôm mỗi hôm đi học có thể uh, có thể hai cái áo khoác hai cái áo phông để các em thay nhau để các em có một cái áo đi học cho nó đầy đủ và đẹp hơn đấy và giày dép nữa em tuyên đang rất muốn kêu gọi nhưng mà tại sao ngày hôm nay lại lấy hình ảnh của cái thôn để chia bê, đi xin cho một thôn khác thì em tuyên thấy vô cùng hợp À, không hợp lý rất là rất là, là là là, ngược em em tuyên rất là thấy thấy bất công cho bà con người chia mình là người giúp kết nối mà bây giờ mình thấy đến thế là rất là bất công đây đấy đây các em đây chắc chắn là thôn để chia em tuyên dám khẳng định 100% phần trăm thôn để chia b nhá đấy các cô chủ theo đấy có bốn cái hình ảnh này đúng không ạ đây chính là điểm trường để chia em tuyên đã comment ở đây à, hình ảnh này của thôn để chia để chia shop nhé xin shop có lời mời kêu gọi phải em tuyên viết nhầm này, phải có hình ảnh đúng và thực chất nhé đây là thôn để chia bê nhé shop và em tuyên đã có cuộc nói chuyện đây nhưng mà chị đấy uh, nói chung là ai ai cũng là cái ý tốt thôi nhưng mà chị lại uh, nói như thế thì em tuyên cũng không ấy em tuyên có alo shop phiền shop chút uh, shop kêu gọi bài đăng từ thiện uh, từ các mạnh, các nhóm thì shop nên lấy hình ảnh thực tế từ địa điểm uh, kêu gọi chứ à, uh, hình, hình, hình ảnh một địa điểm và lời kêu gọi lại cho một địa điểm khác như vậy thì không đúng à, em đang giúp đỡ thôn để chia b ạ bạn thấy bên mình lấy hình ảnh thôn để chia b đi kêu gọi cho một thôn xóm khác là không hợp lý cho lắm sẽ ảnh hưởng tới shop và có thể gây hiểu nhầm tới rất nhiều mạnh thường quân em tuyên uh, chỉ là một cái lời hỏi thăm rất là nhẹ nhàng thì thôi chứ em tôi không có gì đây nha chị đấy có nói lại là em ơi uh, chị kêu gọi chị không kêu gọi chị kết nối mạnh thường quân nhé có số điện thoại của hiệu trưởng vâng Em tôi có nói lại là em biết chị kêu gọi mạnh thường quân <laughs> Em tuyên ốm thì vẫn chưa chưa khỏi hẳn hết mọi người Nhà, Mong các cô chú thông, thông cảm cho Đấy Thì đây nhá em tuyên có nói là Em biết chị kêu gọi mạnh thường quân Họ liên hệ với cô hiệu trưởng Chứ chị không kêu gọi Em xem lại đi Nhưng em xin phép chị là à, Xong chị đấy bảo là Xong hãy bảo chị nhé chị kêu gọi cho trường sủng trà em không đọc à chị đấy còn nói có thể là hơi 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 bức xúc một chút rồi đây thì chị em còn nói là thì chị hãy lấy hình ảnh của thôn và trường sủng trà chứ lại lấy hình ảnh của một thôn khác em tuyên nói rất nhẹ nhàng ạ đây chị đấy gọi gửi lại cho này em tuyên đọc mà em tuyên đọc hết rồi chứ không phải không đọc thì rõ ràng là hình ảnh kêu gọi cho trường sủng trà mà lại lấy hình ảnh của thôn để chia b đây đúng không ạ các cô chú rõ sủng trà huyện mèo vạc xã sủng trà nhá đấy nhưng mà đây chị bảo em không đọc à không phải xã Sùng Trà Chị bảo kết nối à, Đây chị nói là chị bảo kết nối Thì có số điện thoại của hiệu trưởng trường Thì em tuyên bảo là không phải xã Sùng Trà này Thì không nên Chị kêu gọi Mạnh tướng Quân Em không liên quan à, Nhưng xin chị hãy lấy hình ảnh của trường lớp xã của Sùng Trà Đấy em tuyên đang ý Em tuyên muốn nói là lại hãy lấy hình ảnh của trường Sùng Trà Để kêu gọi chứ không nên lấy hình ảnh của tôi để chia Người ta sẽ gọi cho hiệu trưởng Đây không liên quan sao em bảo chị vậy nếu kêu gọi phải có số tài khoản các chứ đây em em tuyên nói, không nên lấy hình ảnh của thôn địa chi b của xã Cán chu phìn em tuyên nói rõ luôn đây thư ngỏ của trường họ xin thư ngỏ của trường em tuyên nói đã thư ngỏ của trường chị hãy lấy hình ảnh của xã trùng trà em xin phép chị là vậy đây em tuyên gửi hình ảnh đấy hình ảnh có các nhỏ đây rất là quen thuộc rồi đây họ gửi chị báo lên đây chứ chị không kêu gọi vâng Em ơi bằng chứng đâu em bảo trường của em Em tuyên bảo không phải trường của em nhá đây Chị xem hình ảnh có phải các bé chị cho lên không Em đang giúp thôn này Em ở thôn này gần 2 năm nay rồi Em nói sai sao em dám nhắn tin bảo chị Chị lấy hình ảnh sai Đi này Có nhiều mạnh thường quân sẽ hiểu nhầm Em không hiểu à chị đấy vẫn đang nói đấy Chị vẫn đang nói em tuyên Và thậm chí mạnh thường quân muốn giúp thôn để chia bê Lại hiểu lại nhầm đấy à, Các con trên đó con nào cũng khổ trường nào cũng khổ và chị cũng có thư có thư ngỏ và số loại lúc họ kêu gọi là họ hiệu trưởng sẽ làm việc cẩn thận đấy em tuyên đây là nói đây em tuyên còn đưa ra ngay cái video clip đây là hôm đấy em tuyên có quay lớp học của tôi để chia b đấy đúng không ạ đấy đấy nên em không phải lo sẽ không đúng người chị chắc chắn đây em tuyên dám khẳng định là không đúng người luôn nếu mà lấy hình ảnh đi quả một xã khác đi kêu gọi cho một xã khác thì đấy có mọi thưa hỏi các cô các chú có đúng người hay không chắc chắn là sai đúng không ạ rõ ràng mình đi lấy hình ảnh của một thôn khác lại đi xin cho một thôn khác thì chắc chắn là nó sẽ sai sự thật rồi đúng không ạ làm ăn uh, cái cái gì nó phải rõ ràng kêu gọi mạnh uh, kêu gọi em tuyên rất là vui mừng khi uh, chị cũng là một cái cầu kết nối đi giúp các uh, thôn xóm các điểm trường các uh, bé vùng cao nhưng mà nó phải thực chất có thể bây giờ uh, chị lấy hình ảnh của thôn này chia chị đi kêu gọi uh, để nhận được món quà đấy nhưng mà tại sao chị lấy hình ảnh ở thôn Điện Chia, chị lại lấy hình ảnh của thôn Điện Chia đi cho cái thôn khác thì ví dụ sau này các cô các chú à, à, muốn ủng hộ tặng thôn Điện Chia B nhưng lại bảo là ơ ừ, tại sao thôn Điện Chia B này được trước lấy có hình ảnh là có đoàn có xã đến à, các nhóm từ thiện từ thiện khác đến tặng rồi nhưng bây giờ lại bảo là chưa có thì nó không đúng đúng không ạ? đây thì như thế em tuyên nói có đúng không ạ? em tuyên không biết là sự hiểu biết của em tuyên nó nông cạn hay không nhưng mà chị đấy là nó nói đây à, còn chuyện kêu gọi chị không kêu gọi đây. Em tuyên có nhắn đây là chị xem hộ em video này Xem lớp học ấy của thôn nào nhé Chị kêu gọi Chị kêu gọi ok à, Nhưng em xin chị hãy lấy hình ảnh của Sùng trà Đừng lấy hình ảnh của đột thôn để Chia B Sẽ ảnh hưởng tới bà con thôn để Chia B đó ạ Vâng chị em tuyên nói rất nhẹ nhàng Xin phép chị hãy lấy hình ảnh của xã Sùng Trà thôi ạ Chứ em không không nói gì cả Em tuyên chỉ nói thế Vì em đang giúp kết nối cho thôn đi chia B Đang muốn giúp kết nối cho thôn Mà lại hình ảnh của thôn đi xin cho thôn khác là không đúng và hợp lý Đấy, chị ấy có thả tim nên em thấy là không đúng nên là có ý kiến ạ, à. À, Chứ em làm youtube đang giúp đang kết nối giúp thôn thấy vậy nên em xin phép có ý kiến chút ạ, à. hình ảnh và video về thôn để chị em đều rõ từng người bà con trong đó nên lấy hình ảnh sai sự thật à, sai sự thật đi lấy ảnh thôn này xin thôn kia là sai em xin phép có đôi lời em trên nói như vậy đây chị đấy bọn trên này chị em nói đây à, đây nhá chị em nói là nên em không phải lo sẽ không cho đúng người còn chuyện kêu gọi chị không kêu gọi khi kết nối họ sẽ tìm hiểu đây nhưng mà đây hiện tại chị đang kết nối nhưng mà chị đang không tìm hiểu đang sai sự thật chị chứ chị không làm gì khuất tất hay mờ ám mà chị phải sự sệt cái gì cả và chị không lợi dụng ai cả không làm gì phải hưởng tới bà con nào em nhé đừng quy chụp như vậy nếu mà em tuyên đang có đời lời cho em em tuyên không quy chụp nhá em tuyên đang mà giải thích là chị đang lấy hình ảnh sai chứ chị kêu gọi cho sủng trà thì em tuyên rất là kêu gọi em tuyên là người con trên hà giang kêu gọi cho ai thì em tuyên rất là vui mừng trước em bảo chị xin kêu gọi xong em lại bảo không cái này trên phòng giáo dục gửi chị à, nhờ chị kết nối chị sẽ trích lại thông tin trên đó vâng đây đây là cuộc nói chuyện của em tuyên thì đây là chị đấy là em tuyên cũng hơi vi phạm một chút đây là chị là bên bán quần áo đồng phục ấy cũng rất là kết nối cho nhiều điểm trường đây này. thực ra là đây những cái bộ áo đẹp như này thì em tôi rất là vui mừng có thể là um, muốn cho bà con thời chia giúp kêu gọi cho bà con thời chia để có cái những cái bộ hình áo đẹp như thế nhưng mà đây cái cuộc nói chuyện là đây các cô chú xem nói chung là cách đây mới 2 giờ thôi nhưng mà uh, 3 giờ đây hiện tại đến bây giờ là 3 giờ đồng hồ rồi nhưng mà uh, nó 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 không đúng sự thật. Em Tuyên là muốn là uh, đang ở đây để cũng mong rằng các nhóm tiền nguyện, các uh, nhà hảo tâm hay là các cầu kết nối hãy uh, khi đi kêu gọi uh, uh, các mạnh thường quân uh, giúp kết nối cho một uh, một cái trường hợp nào đó hay như nào đó thì cũng rất là kết uh, cảm ơn tới tất cả các cô chú anh chị đã có cái lòng thương ái tới bà con thời chia nhưng mà hãy lấy những hình ảnh nó đúng đúng chứ không phải là chúng ta lại mang hình ảnh của một thôn đi xin cho một thôn khác thì ví dụ như cái thôn để chia này đúng không ạ chúng ta lấy hình ảnh của thôn để chia b đi xin cho một thôn khác thôn xã khác thì bà con thôn để chia b sẽ là rất là thiệt thòi khi các nhóm mạnh thường quân người ta không hiểu rõ mọi người nhìn hình ảnh bảo rõ ràng thôn để chia B đợt trước đã có ngày tặng rồi đã người giúp kết nối rồi bây giờ lại đi xin tiếp nữa thì nó sẽ nhiều quá phải chia cho những thôn khác đúng không ạ em tuyên dám khẳng định là như vậy như là như thế này thì em tuyên nghĩ rằng nó sẽ là một thiệt thòi không nhỏ đến các nhỏ ở bè con thôn để chia B là rõ ràng là chúng ta nghèo chúng ta khổ như vậy nhưng mà lại bị lấy hình ảnh đi để giới thiệu để kết nối trong một cái thôn xã khác thì nghe chừng nó rất là bất công và rất là bất hợp lý nên là ngày hôm nay em tuyên ở đây em tuyên cũng xin đính chính lại một chút và vì hôm nay là hơi bức xúc vì hai ba ngày hôm nay cũng thú thử với cô chú mưa gió ở nhà làm sổ sách để thông báo lên các cô chú những cái danh sách mạnh thường quân ủng hộ đến bà con chia để giúp lòng đường này hay là những cái kế hoạch trong tương lai để cùng bà con thôi để phát triển sang một cái trang xương trang sử mới mà hiện tại thì thực sự là cũng đang ốm mọi người đây mọi người đang nghe cái giọng tì tì thiên khan à, không 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 thể nói nó tròn giọng được nhưng mà hơi bức xúc một chút khi 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 hơi buồn hơi hơi bức xúc một chút khi lại có một cái 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 sự việc nó như này nó không đúng em tuyên giáo khẳng định là không đúng nha đây à, kết nối cho trường uh, sủng trà nhưng mà lại lấy hình ảnh của thôn để chia thì không 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 đúng em tuyên cũng thông báo ở đây để cho các cô chú biết là các nhóm mạnh thường quân biết đến để có thể là chúng ta nắm rõ hơn chúng ta có thể là muốn ủng hộ đúng người đúng chỗ và và đúng hình ảnh sự thật chứ không 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 thể nó như này được như này nó, nó 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 là sai em em tuyên xin nói rõ là như vậy nó là sai sự thật hình ảnh đúng không ạ bây giờ nha lấy hình ảnh của một thôn lại đi kêu gọi một thôn thì nó là sai quá luôn, sai chắc chắn là sai. Nên bây bây giờ em tuyên đã có lời đấy để em tuyên cũng muốn là chị kêu gọi để cho nó đúng nơi đúng chỗ và 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 đúng đúng hình ảnh thực chất thực tế nhất chứ chứ không thể nên kêu gọi như này. Em tuyên cũng chỉ là một góp ý nhỏ nhỏ thôi chứ em tuyên không là một cái gì cả. Có thể mắng có thể chửi hay cau gắt thoải mái với em tuyên nhưng mà em tuyên xin phép là có đôi lời góp ý để để cho nó cái sự thật nó đúng nhất hình ảnh đi đôi với cái sự thật và 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 cái thư ngỏ nếu như thương thư ngỏ đấy mà ở bên trường xã sủng trà thì em tuyên không bao giờ dám và can thiệp vào em tuyên trả làm một cái gì cả không thể can thiệp nhưng mà ngày hôm nay lại lấy hình ảnh của thôn đề chia đi xin cho một cái xã khác thì em tuyên hơi bức xúc một chút nên này em tuyên cũng muốn ghi cái một đoạn nho nhỏ ở đây để xin thông báo với các cô chú rõ à, đây thì thực sự là cũng là một cái cầu kết nối thôi nhưng mà như này thì không đúng nhưng mà em tuyên đã có nhắn tin rồi nên là mong rằng chị hãy uh, có thể bớt uh, Bị, uh, nóng giận lại với em tuyên một chút và và có thể là, là 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 chúng ta hãy kêu gọi cho các bé ở trên vùng cao thì rất là tốt rất cảm ơn chị nhưng mà chúng ta hãy lấy hình ảnh đúng đúng một trăm phần trăm để kêu gọi một trăm phần trăm nó về đó chứ chúng ta lại uh, đang kêu gọi cho một uh, xã khác lại lấy hình ảnh một xã khác thì sai hoàn toàn em tuyên chỉ nhấn mạnh một điều là sai hoàn toàn nhá chắc chắn là sai hoàn toàn nên là cũng uh, mong rằng uh, <laughs> chúng ta hãy làm những cái cầu kết nối thông thái và em tuyên cũng xin thông báo bên đây đây là một cái hôm nay em tuyên thấy lướt thấy thì nó, nó, nó hơi hơi bất công như này thì em tuyên thấy hơi bất công cho bà con người chia nên em tuyên cũng đôi lời đôi lời với đôi lời lên đây để có thể chia sẻ với các cô các chú để để các cô nắm nắm rõ và đây cũng chính là cái hình ảnh của bà con người chia thì cũng rất mong rằng à, các nhỏ tại lớp mầm non thôn để chia B này em tuyên rất là mong rằng có thể nhận được những đôi dép, đôi giày, những đôi áo phông, những bộ quần áo và những bộ áo khoác làm cái đồng phục cho thôn để chia em tuyên rất là mong muốn nhận được những sự ủng hộ của cô chú để chúng ta mua những bộ quần áo dép này áo phông này để 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 làm cái đồng phục đi học cho bà con để cho nó đẹp, khang trang hơn Bộ đồng phục này thì em Tuyên uh, Sẽ sẽ uh, bảo cô uh, Sẽ có ý kiến lên cô giáo là Chúng ta sẽ uh, ghi tên Và sẽ giữ lại ở lớp học uh, Một áo sẽ giữ ở lớp học Một áo sẽ tặng cho bà con mang về nhà Vì em Tuyên biết là bà con mang về nhà Hay mặc của các em nhỏ ấy Đi chơi thì nó sẽ hay bẩn thì em nên muốn giữ một bộ quần áo đẹp để cho tại trường học để các em đi học cho sạch sẽ để làm quen cái lối sống đi sạch sẽ đi gọn gàng ngăn nắp đi còn một bộ mang về nhà thì có thể mặc như nào cũng được nhưng mà một bộ lớp thì mặc một bộ sạch sẽ thì em tuyên ở đây thì cũng hơi hơi, hơi, hơi bức xúc một chút ở đoạn này nên là cũng mong rằng nhận được những sự hỗ trợ của cô của chú cho các mầm non tương lai thì, thì em luôn rất là mong muốn nhận được những sự hỗ trợ đó thì cũng nhân đây thì em luôn rất là cảm ơn tới tất cả các cô chú trong cái thời gian vừa qua đã luôn luôn đồng hành cùng kênh YouTube Tuyền Hà Giang để để có những cái phần quà thiết thực nhất đến với bà con tôi để chia Vâng đây thì rất là cảm ơn các cô chú đã luôn luôn sát cánh và đồng hành cùng kênh Tuyên Hà Giang để và đồng hành cùng bà con để chia để có một cái tương lai nó sáng ngời hơn nhá. Còn bây giờ thì em Trân cũng xin phép được tạm dừng video đây thì em Trân chia sẻ một hình ảnh này một đôi lời một chút để để, để chia sẻ với các cô chú thấy vì vì nó nó nó, nó hơi thì thôi với bà con tôi chia mình lại mượn hình ảnh mà đi xin cho thôn khác thì nó 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 không đúng em tuyên xin, xin nói là như vậy Thế là cũng uh, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú hẹn tất cả các cô chú anh chị ở những video tiếp theo những trong cái video làm đường của bà con tôi chia nhá còn bây giờ thì em tuyên xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. À. em tuyên xin chào